Em chào các bác, em xin mời các bác nghe một bộ test âm của một bộ gồm có âm ly và loa Bühler, một bộ setup cho các bác. Rất là nhiều bác yêu cầu, em cứ setup mà liên tục để cho bác nào hợp bộ nào thì alo cho em nhé. Theo số điện thoại đây ạ, 0983698887. Đấy, một bộ, em xin mời các bác nghe nhạc nhé. Với đôi Bühler rất là ngọt ngào, bay bổng, nhẹ nhàng, mềm mại và rất là êm ái khi mà ghép cùng về cái bộ đôi đây, nhà em về Tuler và âm ly. Em xin mời các bác dòng Tuler, dòng SA có đồng hồ vu 7600-7800 nhà em về cả nhé. Đấy, các bác có nhu cầu thì các bác alo cho em những cái dòng này thì em nha. Bên em thì chất âm này cho các bác cũng rất là nhiều nhỉ. Em xin mời các bác nghe chất âm. Câu nói yêu thương này đã xa rồi. Trên lá thư xưa tìm đau xót xa, giờ anh nơi đâu, trời đông gió rách quá thế lương, đâu đây có dư âm ánh mắt đôi môi nay đã xa rồi. Em xin yêu mãi.
dư tim đau xót xa. Giờ anh ơi đâu, trời đông gió rất quá thế lương, đâu đây có dư âm anh mắt đôi môi nay đã xa rồi. Đâu đây có dư âm anh mắt đôi môi nay đã xa rồi. Đâu đây có dư âm anh mắt đôi môi nay đã xa rồi. Rất là ngọt ngào. Các bác có nhu cầu sản phẩm về audio, âm thanh thì các bác alo cho em theo số 0983698887. Một bộ phối ghép mà em hôm nay là mua 979 cộng với cả một bộ 7600-7800 nha em thì đủ cả. Các bác có nhu cầu thì các bác alo cho em nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi.